cậu đã đưa ra đủ căn cứ cho việc cần phải khám xét khẩn cấp càng sớm càng tốt. Tôi đã ký lệnh, làm cho tốt vào, làm đúng quy trình, đúng pháp luật. Rõ. Báo cáo, tất cả đã vào vị trí. Rõ. Anh ạ, mọi việc xong xuôi hết rồi ạ. Truyền thông thế nào? Bất cần, nên xảy ra cháy nổ ạ. Phải kiểm soát thật kỹ. Anh yên tâm. Em xin phép ạ. Quyết định lần này là bất đắc dĩ, gây ở Mỹ không cần thiết. Chỉ vì sự cố đấm ăn xôi của các anh. Boss à, chúng tôi gọi anh là Boss không phải là vì thế lực của anh, mà là vì chúng tôi tôn trọng anh.
tôn trọng một người luôn đưa ra những quyết định sáng suốt, giúp cho cả nhóm gặt hái được rất nhiều thành công. Nhưng tôi thấy lần này anh hơi cố chấp. Vắt chanh bỏ vỏ không xấu, nhưng phải để ý tới tâm trạng của những người kiếm tiền cho mình. Không cẩn thận quá mù ra mưa đấy boss ạ. À.